Cảm ơn, chào anh em. Nay tụi mình giới thiệu cho anh em về ba mẫu Cricket FX Eva Tigrat, còn bên kia là FX Timbuk Copy mk2. FX Timbuk cái này là hàng copy của Việt Nam này nè. Đây Cricket FX Tigrat Cricket nó có 40 ngàn vậy đây, 4 băng. Rất là tiện lợi ha, mình đi xa có băng nó kẹt đây. Cricket calibun bơm. Đây là FX Tigrat này, đang còn kẹo luôn nên em không lên đã ha, gấp rút. Gấp lại, gấp lại như này. Mình carbon đây là FX Tigrat này. FX Tigrat copy mk2. Anh em mà mua thì cứ liên hệ cho tụi mình ha. Khi bắn thì khi sử dụng FX Tigrat anh em nhớ rút cái cây này ra nha, nhớ rút cái hạt này cho nó dài ra, anh em bắn thì nó lộ nhỏ hơn ha. Cái này thì chiều dài nó khoảng là 65 phân, chiều dài khoảng 65 đến 70, nếu rút ra hết thì nó dài khoảng 85. Ở đây là hai chế độ, cái này là khóa tự khóa an toàn, mở qua xeo là an toàn là mình bóc cò được, còn mở qua khai là mình bóc cò được ha. Bắc này sẽ đi kèm một cái băng đạn. Còn FX Tigrat này thì cũng đi một băng đạn luôn nha. Còn Cricket thì đi 4 băng. Cricket này thì đi 4 băng đạn. Rất đẹp. Mua thì cứ liên hệ cho tụi mình. Đây là nơi bơm, mình rút ra để bơm. Còn bạn như thế này để tháo hàng thanh ra, đặt vô, tháo hàng thanh lại. Anh em lưu ý này, anh em sẽ nói sơ thêm một xíu. Đó là ví dụ như khi anh em xài những cái cành dành cho những cái Q2 như thế này, Cricket thì mình cũng tính là Q2 lỗ đi. Thằng FX này mình cũng tính là Q2 lỗ. Khi mà anh em xài là lúc mà bem á, lúc mà anh em bấm đi á, mà cảm thấy nó nổ to hơn bình thường, có nghĩa là cái cọng sim âm ở trong này nó đã bị văng ra ngoài. Ở trong cái nòng này nè, ở đầu Q là nó đã bị văng ra ngoài rồi. Nên anh em sẽ tháo nòng ra, anh em kiểm tra. Thì trên mỗi nòng như thế này nó sẽ có đánh dấu hết rồi, anh em chỉ đi theo cái dấu mình gắn lại cái cũ thôi. Nếu mà nó nổ quá to thì coi chừng cái sim âm ở trong đó. Đây là những cái bệnh mà nhiều anh em rất là hỏi rồi, thế nên mình cũng nói luôn, đó là nó sẽ có một cái cọng sim âm ở trong cái nòng này, trong cái nòng này thì nó sẽ văng ra ngoài, nó sẽ nổ to hơn. Thì anh em chỉ việc thay cái sim nó và lắp lại như bình thường là xài bình thường nha, chứ không phải là bị hãm thanh cánh vắt hay là hư hãm thanh, nó không phải đâu. Mình sẽ xử lý bằng cách đó thì mình đỡ tốn tiền hơn. Nhiều người không biết, người ta sẽ thay luôn cái hàng thanh, nó rất là tốn tiền nha anh em nhé. Cả cái quy cũng như vậy, cái dòng Q2 dòng vậy, cái nòng nó sẽ ra tới đây nè, ở trong nó cũng có một cọng sim giống như thằng Cricket. Tất cả cái dòng Q2 nó đều như thế, nó đều có một cọng sim âm. Thì khi bị như thế anh em chỉ được thay cái sim âm thôi là ok. FX Tigrat mk2 copy. Cái này là FX Tigrat đầy biết cách. Anh em nào xài thì cứ liên hệ với em.